Tôi tên Hana, năm nay 16, là một sát thủ, bất cứ người nào động tới tôi, đều sẽ bị tôi trừ khử, không có ngoại lệ. Từ nhỏ tôi đã sống trong khu rừng này, săn bắn là chuyện duy nhất tôi có thể làm, đây cũng là điều kiện bắt buộc để tôi sinh tồn. Mỗi lần tôi đi săn xong, tôi đều sẽ tới khu rừng trước mặt này, bên trên có vạch kẻ màu đỏ do bố tôi vẽ. Từ nhỏ ông ấy đã nhắc nhở tôi không được vượt qua khu rừng này, nhưng mà tôi rất tò mò, rốt cuộc bên đó sẽ có gì. Từ nhỏ tôi đã được bố huấn luyện, đấm bốc, chạy, bắn súng, chuyện này khiến tôi không hiểu nổi, rốt cuộc mình là con gái hay con trai. Hôm đó, bố đưa ra bài kiểm tra cuối cùng cho tôi. Qua thời gian huấn luyện dài như thế, tôi phản ứng rất nhanh, một chiếc phi đao ném qua đó, sau đó không cho bố thời gian kịp phản ứng, tôi dùng chân kẹp chặt lấy ông ấy. Tôi khóa chặt đầu bố cho tới khi bố đầu hàng nhận thua, tôi đã đánh bại bố. Buổi tối quay về nhà, bố kể về hình dáng của thành phố cho tôi nghe, sau đó lại ôn tập lại ngôn ngữ các nước một lần, và cuối cùng vẫn là câu hỏi cũ đó. Bố tôi hỏi nếu gặp phải con người thì nên làm thế nào, tôi trả lời rằng, đầu tiên con phải tới tìm bố, nếu không tìm được thì phải trốn đi, nếu thực sự không ổn nữa thì phải tự bảo vệ bản thân. Những lời này tôi đã thuộc lòng rồi, tôi tò mò hỏi bố, bên kia khu rừng có thứ gì, nhưng bố không chịu nói gì cả. Tôi không hiểu, bố bảo tôi tìm hiểu ý nghĩa của tất cả chuyện này nằm ở đâu. Ban ngày, cỗ máy đang bay trên trời lại tiếp tục tới, lần này tôi nhất định phải đuổi theo, tốc độ của nó rất nhanh, chỉ một lát là biến mất trong khu rừng, mà lúc này tôi lại đuổi tới phía trước vạch đỏ, lần này tôi đã đưa ra một quyết định bạo gan, tôi phải đi qua bên kia khu rừng. Để che giấu dấu chân, tôi đã trèo lên một cái cây lớn, sau đó men theo cành cây đi tới bên kia khu rừng, ở đây tôi đã nhìn thấy một chàng trai. Trừ bố ra thì đây là người đầu tiên mà tôi nhìn thấy, tôi vừa phấn khích vừa sợ hãi, do dự một lát, tôi vẫn quyết định đi lên chào hỏi. Chàng trai rất thân thiện, đồng thời còn đưa cho tôi loại thức ăn tên là sô-cô-la, tôi ăn một miếng, thứ này còn ngon hơn cả thịt nữa. Tiếp đó anh ấy đưa tôi lên, một chiếc máy có 4 bánh, đây là lần đầu tiên tôi đi với tốc độ nhanh như thế, tôi rất phấn khích, cho nên đã hét lên. Buổi tối anh ấy đưa tôi đi tới một chiếc nắp nồi khổng lồ, chúng tôi nằm trên đó ngắm bầu trời, mặt của anh ấy cách tôi ngày càng gần. Tôi có thể nghe thấy tim anh ấy đập nhanh hơn, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, lúc chuẩn bị làm chuyện xấu sau lưng bố, thì đột nhiên có tiếng chó sủa vang lên. Một đám hộ vệ chạy tới, tôi hoảng loạn bỏ chạy, vì không để bố phát hiện tôi lẻn ra ngoài, tôi đã đặc biệt bắt một con thỏ mang về. Nhưng vì không giỏi nói dối, cho nên tôi vẫn bị bố vạch trần, ông ấy vẫn nộ tát tôi một cái, sự đè nén chịu đựng của tôi suốt bao năm qua cuối cùng cũng bùng nổ. Tôi hét về phía bố, tôi muốn ra thế giới bên ngoài, không muốn ở nơi quái quỷ này nữa. Nghe xong lời tôi nói, bố đã im lặng rất lâu. Sau đó ông ấy lấy một tấm ảnh ra từ gầm giường, đối diện với một người đang trưởng thành như tôi, ông ấy biết rằng không thể nào che giấu nổi sự thật nữa rồi. Bố lấy ra một tấm ảnh, kể lại tất cả mọi chuyện. 16 năm trước, bố của lúc đó là một đặc chủng binh vừa xuất ngũ. Bố đã liều chết lẻn vào căn cứ thí nghiệm nhân thể của CIA, mục đích là trộm con ra khỏi phòng thí nghiệm. Bố đã trộm đồ của nhân viên, tìm được phòng của con, đặt con vào xe đẩy, lúc đó con rất nghe lời, không phát ra một chút âm thanh nào. Bố quyết định đưa con ra ngoài từ cửa sau, nhưng lúc bố đang cắt lưới sắt, thì có hai nhân viên đi ra từ cửa, bố liền giả làm nhân viên đốt đồ. Lúc đó bố rất hoảng sợ, sợ con sẽ khóc lên, bọn họ bảo bố xuất trình thông tin cá nhân, không còn cách nào khác, bố từ từ đi lại trước mặt hai người họ, bất ngờ đánh lén. Sau khi giải quyết xong một tên, bố liền quay người đạp tên còn lại vào lò thiêu, sau khi trốn ra ngoài, bố bị bọn chúng truy đuổi gắt gao. Bố vội vàng bế con đi tập hợp với con, cùng nhau lái xe rời khỏi nơi này. Chiếc xe đi với tốc độ tối đa, chỉ một lát là bố đã cắt đuôi được CIA, đi tới một khách sạn tạm thời nghỉ ngơi, nhưng CIA vẫn nhanh chóng đuổi tới. Bố ở trên lầu cảm thấy kỳ lạ, vội vàng đưa mẹ con trốn ra từ cửa sau, sau một hồi hoảng loạn, cuối cùng bố cũng tìm được một chiếc xe có thể di chuyển. Lái xe tránh được đội quân trên mặt đất, nhưng không ngờ rằng, bọn chúng lại dùng cả trực thăng, người tổng phụ trách hoạt động này tên là Meiji, đích thân lái trực thăng đuổi theo. Cô ta ra lệnh cho trực thăng nổ súng, thế là bố trực tiếp lái xe vào khu rừng, trực thăng mất dấu mục tiêu, trước mắt bố bây giờ là một vùng cỏ xanh. Chỉ cần đi qua vùng cỏ này, chúng ta có thể thoát khỏi sự truy bắt, nhưng nếu đi qua đó, thì chắc chắn sẽ bị trực thăng nhìn thấy. Bố nhìn mẹ con, cô ấy gật đầu. Biết rằng chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác, bố đạp ga tới tốc độ cao nhất, nhưng mà đã muộn rồi, trực thăng đã nhìn thấy chúng ta và bắt đầu nổ súng. Bố quẹo xe sang trái, chiếc xe đâm thẳng vào một cái cây, mẹ con trúng đạn chết ngay tại chỗ, còn bố thì ôm con chạy vào khu rừng, trốn cho tới tận bây giờ. Bố cho tôi xem một bức ảnh, mà người trong ảnh chính là Meiji, sau khi hủy hoại gia đình tôi, bà ta đã lập cho mình một gia đình mới. Đàn em cung cấp tình báo cho bà ta, dạo này trong rừng xuất hiện một cô gái, đây rất có thể chính là người đã bỏ trốn vào 16 năm trước. Meiji lập tức bảo hắn hành động, bởi vì sự xuất hiện của chúng tôi đồng nghĩa với việc hoạt động của bà ta trước kia đã thất bại. Để đảm bảo hoạt động hoàn thành một cách thuận lợi, Meiji tìm tới cộng sự John, mong ông ta sẽ trợ giúp, đối diện với thỉnh cầu của cộng sự cũ, đương nhiên John sẽ đồng ý. Tối hôm đó tôi bị một tiếng động mạnh đánh thức, nhưng bố không tỉnh lại, trực giác nói cho tôi biết, có nguy hiểm. Tôi vội vàng gọi bố dậy, ở phía xa có 3 chiếc trực thăng đang bao vây khu rừng,
nhưng may là bọn chúng không phát hiện ra chúng tôi. Tôi và bố lập tức dọn hành lý rời khỏi hang động. Trên đường bỏ trốn, chúng tôi gặp phải một người lính đi lè. Tôi lao ra từ phía sau khiến hắn ngã xuống đất, sau đó dùng dao cắt cổ hắn. Trước kia đều là săn động vật, còn đây là lần đầu tiên tôi giết người, cảm giác không có gì khác biệt với đi săn cả. Đối diện với sự bao vây gắt gao, tôi và bố quyết định chia ra hành động, hẹn xong địa điểm tập hợp, bố xác nhận lại xem tôi có nhớ thông tin thân phận mà bố đã tạo ra hay không, sau đó mới yên tâm rời đi. Để phòng bị, tôi đã nhặt bộ đàm mà tên lính làm rơi, sau đó rời đi theo một hướng khác. Lúc này bộ đàm truyền ra âm thanh, tay bắn tỉa đã xác định được vị trí của bố tôi. Vì cứu bố, tôi cố ý phát ra âm thanh cầu cứu vào bộ đàm. Nghe tay bắn tỉa nói rằng đã mất dấu mục tiêu, lúc này tôi mới yên tâm, và tôi cũng bị binh lính bao vây vì để lộ vị trí, chúng đưa tôi lên trực thăng. Không ngờ cuối cùng tôi lại dùng cách này để rời khỏi khu rừng đã sinh sống 16 năm. Tôi bị đưa tới một căn cứ quân sự, bọn họ bảo tôi cởi hết đồ. Cô gái da đen trước mặt nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn gì mà nhìn, chưa thấy gái đẹp bao giờ à? Tất cả mọi thứ xung quanh đều khác với môi trường sống của tôi, tất cả mọi thứ đối với tôi đều giống như một mối đe dọa vậy. Đối diện với món đồ phun nước tự động này, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng tôi vẫn kìm nén nỗi sợ để tắm cho xong, quay về phòng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mình qua gương, trông cũng khá ổn đấy chứ. Sau đó tôi liên tục bị hỏi, nhưng mà bây giờ tôi chỉ muốn nói chuyện với kẻ thù đã giết chết mẹ tôi. Dưới sự yêu cầu của tôi, bọn họ đã tìm một người phụ nữ đi tới. Tôi biết rằng đây là thế thân của Mary. Đầu tiên tôi giả vờ sợ hãi lao vào lòng người phụ nữ này, nhưng một giây sau, tôi liền rút cây châm cài trên đầu cô ta xuống, rạch đứt cổ họng cô ta. Không để cho tên lính kịp ra tay, tôi đã chạy lại trước mặt và nhanh chóng kết liễu hắn. Sau khi giải quyết xong tên lính đang xông vào, tôi ung dung thay quân phục lên người, rời khỏi căn cứ quân sự, đi tới vùng hoang dã. Tôi liên tục tránh né sự truy đuổi của bọn chúng. Lúc đang chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng có một cô gái da đen đi tới trước mặt, nhìn bộ dạng thì có vẻ đây là một người bình thường, thế là tôi liền thu vũ khí lại. Qua cuộc nói chuyện tôi biết được, cô gái và bố mẹ ra ngoài du lịch, nhưng bố mẹ đã cãi nhau, sau đó cô ấy liền bị lạc đường. Giữa đường đi, chúng tôi gặp được bố mẹ của cô gái, tôi cũng nhận lời ngồi lên xe của họ. Trên đường đi bố mẹ cô ấy liên tục hỏi chuyện tôi trả lời chân chu y hệt những gì bố đã dạy. Đi tới một cửa hàng, tôi nhân cơ hội lấy giấy và bút, viết một bức thư gửi cho bố. Buổi tối cô gái nói muốn đưa tôi tới một nơi thú vị. Tới nơi rồi, tôi không biết tại sao lại có hai người ôm hôn nhau, người ở đây đều nhảy nhót giống như phát điên vậy. Bị cô gái dụ dỗ, tôi đã uống ly rượu đầu tiên trong đời. Mùi vị cồn đúng là không ngon một chút nào, chỉ một lát là tôi đã bị say, đứng ra giữa sàn nhảy điên cuồng nhảy nhót. Sau khi ra khỏi bar, tình cảm giữa tôi và cô gái dần thân thiết hơn, dần dần, tôi đã mở lòng hơn với cô ấy, kể cho cô ấy sự thật về mình. Sau khi biết chuyện cô ấy vô cùng ngạc nhiên, cô ấy không hiểu tại sao quân đội lại đuổi giết một cô gái. Ngày hôm sau, cả nhà họ đưa tôi tới một ga tàu, tôi và cô gái đều không nỡ xa nhau. Cô ấy viết cho tôi một địa chỉ, bảo tôi nếu có cơ hội thì tới chỗ cô ấy chơi, tôi đã vui vẻ đồng ý, nhưng đúng lúc này, tôi cảm giác có ánh mắt đang theo dõi mình. Quan sát xung quanh, tôi đã hiểu ra, đám người này chắc chắn là tới để bắt tôi. Tôi không muốn cô gái bị liên lụy, cho nên đã đẩy cô ấy ra, tôi chạy lên tầng 2 một mình, nhưng không ngờ cô gái lại đuổi theo. Tôi biết rằng đám người John không phải thứ tốt đẹp gì. Ra tay trước là thượng sách, tôi vội vàng xông lên phía trước, hạ gục từng tên một. Lúc tôi nhấc súng chuẩn bị bắn, cô gái đã bảo tôi dừng lại. Tôi hoảng hốt nhìn về phía cô ấy, không biết tại sao, tôi đã dừng tay lại, nhưng mà nơi này không tiện ở lâu. Tôi chạy lên sân ga, vào giây phút cuối cùng, tôi đã cố hết sức nhảy lên tàu, và thế là đi nhờ con tàu, tôi đã tới được nơi hẹn gặp với bố. Tôi là Hannah, câu chuyện vẫn chưa kết thúc,